Hi, xin chào tất cả các bạn, các anh chị. Hôm nay xin phép giới thiệu với các bạn, các anh chị một chiếc xe Suzuki Pet của Nhật. Suzuki Pet màu đỏ. Xe cũng còn liền lạc sạch sẽ các bạn. Xe của hãng Suzuki thì nói chung là có người thích, có người không thích các bạn ạ. Nhưng mà thích không thích thì vì nó cũng là xe Nhật, cái mẫu cái kiểu dáng này có thể mình không thích nhưng mà cái chất lượng của nó đi thì rất là ok đó. Suzuki Pet. Và với chiếc xe Suzuki Pet này thì mình mong muốn bán với giá là 4.200.000. Suzuki Pet Nhật, máy êm, bình đề đầy đủ, máy móc Eco, giấy tờ nghiêm chỉnh, mua về là chạy liền và chạy cũng khá là ngon. Nó chạy giống như Viva các bạn. Và với chiếc xe Suzuki Pet Nhật một lần nữa thì em xin đưa là 4.200.000 cho chiếc Suzuki Pet 110, giấy tờ em chỉnh đầy đủ.